Không biết hôm nay học vẽ gì ta. Nè, em hãy chú ý là ở chỗ đường nét nơi bên hông này, chúng ta sẽ tạo màn sáng tối thật tốt hơn. Đúng rồi. Thôi, hôm nay chúng ta làm việc khá mệt rồi, chúng ta tạm dừng ở đây. Ngày mai chúng ta gặp lại nha. Anh Vô lúc nãy có vẻ ở đây nhưng đi ra ngoài chưa thấy vô chị à. Dạ cảm ơn. À, không có gì chị. Anh ta muốn giở trò gì đây? Nhưng anh có hẹn với mình mà. Bà nghe nói bữa rụt thịt lên giá rồi đó, lo thu hoạch cho bán người ta. Ba, chỉ là tin đồn thôi mà ba. Có đám thương lái nào mà chịu giá đó đâu. Ông Hai ơi, có thư dân huyện rồi ông Hai ơi. Thư của ai vậy cả? Thư gì vậy con? Dạ thư ở trên huyện gửi xuống. Để con đọc coi. Thư mời ông Trần Văn Thạch lên hợp tác xã để làm thủ tục gia nhập hợp tác xã Bưởi Năm Roi, huyện Bình Minh. Bà đã nói rồi nghe, không có gia nhập hợp tác xã gì hết á, nghe chưa? Nhưng hôm bữa mình đã hứa với họ rồi mà ba. Con thấy mình gia nhập hợp tác xã cũng đâu có thiệt hại gì đâu. Đất vẫn là làm của mình mà. Làm sao là của mình được? Nếu mà tham gia hợp tác xã rồi á, thì người ta sai con gì á thì con phải làm cái đấy. Tự nhiên à, phải chịu gò bó, chưa chắc gì bán được giá cao hơn nữa. Như từ trước tới giờ đi, mình muốn bán cho ai thì mình bán khỏe re à. Nhưng mà mình là chủ vườn bưởi lớn nhất ở đây, mình không làm gương thì ai chịu làm theo mình nữa hả ba? Ba nói vậy mà con cũng không nghe. Con muốn làm gì con làm. Đi đâu vậy? Dạ con lên quyền. Con nhất định cãi lời ba phải không? Con đã quyết định đâu. Con chỉ lên đó coi cách thức có phù hợp với mình hay không thôi. Phù hợp? Phù hợp? Phù mỏ thì có. Vô hợp tác xã đi. Mèo mỏ đó con. Nói mèo mỏ mà con cũng đi nữa hả? Rồi nè, đúng nè. Mọi người ơi, nhanh tay lên. Cẩn thận á. Một, hai, ba. Ba chú ba coi. Ông Năm, tính tiền cho tôi đi ông Năm. Một, hai, ba. Chú mày 9 triệu rưỡi.
À, tôi gửi đứa đủ không nha. Ừ, rồi. Lẹ lẹ về mấy đứa ơi. Sao cái này? Nè. Còn nữa không? Chờ anh Năm. À, chú Hai. Sao? Dạo này được mùa không? À, cũng khá khá chú. Ở đây anh Năm có nghe bà con người ta nói gì về vấn đề tham gia hợp tác xã không? Ờ, thì tôi cũng có nghe bà con người ta bàn tán, nhưng mà hầu hết bà con người ta không ủng hộ. Họ nói bưởi của họ đó, họ muốn bán cho ai thì bán, chứ vô hợp tác xã rồi dưới sự quản lý của huyện họ mất tự do. Còn anh Hào thì anh có nói gì không? À, ông chủ thì tôi cũng chưa có nghe ông nói gì hết trơn trời. Nhưng mà chú Hai à, theo ý tôi thì sức mạnh tập thể bao giờ cũng mạnh hết. Chứ bây giờ hợp tác xã là hợp với chủ trương của nhà nước. Mình có vào đó rồi thì mai mốt đây nhà nước sẽ hỗ trợ mình về mọi mặt, đúng không? Thì tôi cũng nghĩ giống như anh Năm vậy. Mà ngặt nổi, ông già tôi, ông không chịu. Vậy sao? Vậy còn chú Hai, chú Hai quyết định vào hợp tác xã hả? Bây giờ tôi lên huyện để đăng ký liền nè. Vậy hả? Thôi, tôi đi nghe. Chú Hai đi nghe. Rồi. Alo, nội hả? Con Thư nè. Nội bực ba con quá à. Định nói với con á là cản ba con đừng có tham gia hợp tác xã. Nó nói gì? Ba con tham gia hợp tác xã hả? Nghe giọng nói của con mừng như vậy là biết con theo phe ba con rồi. Nội thèm nói chuyện với con nữa. Nội. Nội. Sao vậy ta? Sao tự nhiên nội lại giận? Nhưng mà dù sao đây cũng là một tin vui. Đây. Cậu Hai, cậu Hai. Giờ này mà cậu ba chưa có về nữa kìa. Em gọi điện cho nó coi. Dạ, điện rồi mà không có bốc máy. Vậy chứ nó đi đâu? Thằng bọn nó đúng thiệt á. Phụ nữ chỉ toàn là rắc rối. Không quen nữa. Thôi phải rắc rối gì hết. Sao ngủ ngoài đây? Không vô trong ngủ đi. Cậu Hai. Dạ. Em chờ cậu ba về. Thôi, em vô ngủ đi, để anh chờ cho. Dạ thôi cậu ơi, nhiệm vụ chăm sóc cậu ba là của em mà. Hả? Hình như tiếng xe của cậu ba đó. Hả, cậu ba? Trời, đợi cậu ba đi. Trời ơi, nặng quá. Nè. Ê, cậu Hai, phụ con. Em đỡ xe đi. Dắt xe vô, tôi đưa cậu lên phòng. Bon. Dạ. Em đi ngủ đi. Dạ thôi, để em ngủ đây với cậu ba, rồi lo cho cậu luôn. Nó đã ngủ rồi mà, ngủ đi em.
qua bữa đây. Có tin vui. Tin gì vậy? Ba mình đồng ý giao hợp tác xã. Xin chúc mừng. Nếu ai cũng suy nghĩ như tía bạn thì tốt quá. Đây là tín hiệu đáng mừng cho vườn bưởi. Hình như bông bưởi cũng là người huyện Bình Minh. Vì chuyện vào hợp tác xã này, có lần mình đã nghe ba và bà nội nói. Chẳng lẽ cô ta là hàng xóm của mình sao? Anh đi đâu vậy? Anh tới đón em đi làm. Anh không đi học hả? Chở em qua bệnh viện rồi anh đi học luôn. Không được đâu. Thôi anh cứ đi học đi. Em tự đến bệnh viện một mình được rồi. Với lại em đi xe buýt quen rồi. Anh cũng có việc tới bệnh viện mà. Anh phải vô bệnh viện để xin cái giấy là thực tập xong rồi. Thiệt không? Thiệt. Nhìn mặt anh không đáng tin hả? Anh quên nữa. Để anh vô chào bác một tiếng. Mẹ em còn ngủ. Thôi để bữa khác nha. Cũng được. Thôi mình đi. Họ ơi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn công, về sông ăn cá. Về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Trời ơi, ca sĩ mà đôi bụng qua sao hát trời. Ây à. Quỷ bọn. Dạ. Sao không kêu tôi dậy? Trời ơi, kêu cậu dậy mà cậu ngủ như chết vậy á, cậu dậy đâu. Mày đừng có xạo. Để lại đi mua đồ ăn sáng đi, trễ học được kìa. Trời ơi, đồ ăn sáng cái gì? Cậu lấy tiền hết trơn rồi cậu không nhớ hả? Ăn mì gối thì có. Vậy đi nấu mì lẹ đi. Rồi, đợi tôi xíu đi. Nhanh lên. Đây. Anh à. Anh vô gửi xe đi. Em đứng đây đợi anh. Anh đâu gửi xe làm gì? Anh qua trường luôn mà. Sao anh nói? Không nói như vậy á. Làm sao em cho anh chở em đi làm? Anh thấy ghét thiệt á. Giờ này anh đón em nghe. Không cần đâu. Em mà không cho, anh cũng nghĩ ra một lý do nào đó để tới đón em à. Vậy cũng được. Nhưng mà một ngày hôm nay thôi nha. Bắt đầu từ ngày mai á là anh phải tới thẳng trường á. Cái đó hả? Anh không dám hứa đâu. Thôi em vô làm đi. Anh đi cẩn thận nha. Bye bye. Bye bye. Cậu á nha, may mắn lắm mới có người anh như vậy á. Tao biết mày nói câu đó mà. Bây giờ anh hai tao không có nhà. Mày đừng có định chứ. Tôi nói thiệt chứ nịnh gì. Hôm qua cậu xỉn quắc cần câu luôn. Ê bọn. Bọn. Gì? Trong lúc tao xỉn đó, tao có nói gì bậy bạ không? Có. Cậu nói cái gì à? Nghi nghi ngờ ngờ. Rồi cái gì à? Cái gì à? Khỏa thân. Ôi ghê quá à. Cậu nha. Cậu coi mấy cái đó ở đâu vậy? Chỉ tôi coi với. Ê. Vậy? Tao nói vậy thiệt hả? Thiệt. Cậu còn lặp đi lặp lại nhiều lần nữa kìa. Anh hai cậu có nghe thấy gì không? Không. Tại tôi ngủ chung với cậu mà. Vậy đỡ. Hành quá. Cậu. Mà cậu nghi ngờ ai mà cậu nghi dữ vậy? Nghi không phải là nghi ngờ. Mà nghi đó là tên một cô gái. Cậu tên là Phương Nghi á. Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Cậu hả? Đi tới đâu là có bạn gái tới đó à? Ý mày. Cậu là người mẫu á. Mà là người mẫu có thân. Hả? Tao không bao giờ quen với kiểu người vậy đâu. Người mẫu khỏa thân.
Tại sao anh vô lại lạnh lùng với mình như vậy? Mày biết thằng Du hôm qua bỏ học đi đâu không? Nó lên phòng của năm 2 coi cảnh vẽ khỏa thân đó mày. Sao mày biết? Tao thấy rõ ràng nó từ lầu 2 chạy xuống mặt xanh lè. Chắc là nhìn thấy cảnh đóng nên nó bị sốc. Thằng đó mà sốc gì mày ơi, nhìn mặt nó là biết dân chơi rồi. Thứ, để mình dắt xe giùm cho. Có xe đâu mà dắt, không thấy đi bộ hả? Trời. Ta nói mày rồi, nàng này không có dễ cưa đâu. Hey, bộ mày không sợ u đầu mẻ trán giống ông phó giám đốc nào hả mày? Nàng cá tính như vậy nên mới hay, mới hứng thú. Sao tắt điện thoại luôn vậy? Sao nhìn cái mặt giống như bị mất đồ vậy? Giống lắm hả? Giống. Thì nó đó. Hử? Buồn ngủ gì vậy trời? Trời ơi, giờ này mà chị bé còn chưa về nữa, đi coi hát gì mà dữ vậy không biết. Không buồn ngủ, không buồn ngủ. Nghe tiếng giọng cổ buồn nức nở dần trăng khuya, cung đàn buồn tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sông loan ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim huyền đang đón gió thu về. Cô mà thôi, giờ này bà đang ngủ, kêu bà dậy thế nào cũng bị chửi, ngủ cho chắc ăn. Trời ơi, chị bé này, về nào mà ngủ ở đây cũng kêu mình vô phòng ngủ nữa trời. Đi đâu sớm dữ mà sao không chịu đóng cửa vậy trời? Ủa, chiếc xe của tôi đâu? Trời, chị bé, chị bé ơi. Gì mà đang ngủ la âm tầm vậy? Mất xe rồi. Ai mất? Xe của tôi. Hả? Xe của cô á hả? Chết rồi. Vậy là tối hôm qua tôi quên đi khóa cửa hả? Trời là trời. Vậy là má của tôi. Vậy là má của tôi. Trời ơi. Đi nữa. Trời ơi. Chết rồi. Trời ơi, còn có điện thoại của tôi nữa. Hôm qua tôi để đây mà. Mất luôn rồi. Cô đừng có khóc nữa. Tôi xin lỗi. Cô coi như là cổ đi thay người đi cô. Cổ đi thay người gì chứ? Đừng có chấm sâu nha cậu. Cậu sẽ hối hận đó. Ăn uống mà hối hận gì?
Mặn dữ vậy bọn? Thì em đã nói cậu rồi, cậu không chịu nghe lời em. Mà bộ hết tiền đi chợ rồi hả? Sao hôm nay cho ăn kho quẹt vậy? Dạ tại em nay rằm nên em định ăn. Rằm cái gì? Rằm người ta ăn chay, mắc mới ăn kho quẹt. Thằng Du nó lấy hết tiền rồi phải không? Ủa sao cậu biết hay vậy? Tao còn lạ gì cái tính của nó nữa. Mà tụi bay ghê á. Alo, Mr. Bòn nghe. Tao nè. Cậu ba hả? Tôi nè cậu ba, có gì không cậu ba? Mày chuẩn bị lên trường tao liền đi. Thôi, không có được đâu. Không ai cho tôi vô trường nữa cậu ba ơi. Ai mượn mày vô trường đâu mà mày vô. Mày chờ tao ở quán cà phê trước cổng á. Rồi biết khi nào cô ta đi ra mà canh. Mày chờ chút xíu nữa đi. Cô sẽ ra về trước giờ tan học. Mời hai cậu uống nước. Cảm ơn chị. Sao cậu nói là cậu không thèm quen người mẫu nữa mà tự nhiên giờ kêu tôi đi theo dõi người ta là sao? Chuyện của tao nó nhiều quá. Uống đi. Kìa kìa, hình như quấy kìa. Ê, sao biết hay vậy? Thì cậu nói tóc dài, mắt to. Với lại công nhận cô này đẹp thiệt nha. Cậu không mết mới là lạ. Thôi đi mày, tao thích cổ không phải vì cổ đẹp đâu. Chứ gì? Mà tao thích vì tính của cổ. Tính cô độc lắm, hấp dẫn tao. Cái này là nữ yêu quái thì có. Cậu mà dính vô hả, rứt không ra cho mà coi. Kệ tao mày, nó nhiều quá. Nhiệm vụ bây giờ của mày á, nè, đợi lên. Gì vậy? Đeo vô. Nhiệm vụ của mày bây giờ á là theo dõi cổ, coi nhà cửa ở đâu, có chồng con gì chưa, rồi ba mẹ anh em ra sao. Rồi biết rồi. Chẳng vậy, không biết hồi mình biết đường về không trời. Ủa, sao tự nhiên cô ấy vô chùa vậy ta? Nhớ
ơi, mấy đứa quá à. Đây đây, đi nè Thì nè. Trời ơi, ở nhà có ngoan không đó? Dạ có. Có học giỏi không? Dạ giỏi. Nghĩa Kỳ, Hậu Nam, bốn đứa còn đánh lộn với nhau nữa không? Dạ không. Giỏi lắm, mấy đứa phải ngoan. Rồi chị Nghi kể chuyện cho mấy đứa nghe nha. Dạ. Chị ơi, chị có biết chuyện tắm cám không chị? À, chuyện tắm cám phải không? Chị Nghi ơi, chị chuyện họ lem cho tụi em nghe đi. Ừ. Dạ không, em chỉ muốn nghe chuyện siêu nhân thôi à. Siêu nhân. Chị Nghi sẽ lần lượt kể chuyện cho mấy đứa nghe nha. À, nhưng mà trước tiên á, mình phải nhìn cho em Út trước được không? Dạ, dạ được. Ngoan lắm. Rồi các em ngồi xuống, chị sẽ kể chuyện cho tụi em nghe nha. Dạ. Đi lên. Bây giờ chị sẽ kể chuyện tắm cám trước ha. Ngày xưa có một gia đình nọ sống rất hạnh phúc. Đặt tên cho cô gái đó là Tấm. Thời gian sau, mẹ của cô ấy mất đi. Người cha muốn đứa con mình có mẹ. Và người cha đã quyết định có thêm một người vợ nữa. Người vợ đó có một đứa con riêng. Nico, dạ, cho em hỏi thăm cái. Thí chủ hỏi thăm chuyện gì? Bà ấy không bao giờ thích con riêng của chồng hết. Mới thu thập được bao nhiêu tin tức đó đó. Tâm mạnh đẹp quá. Ừ. Nhà có hai thằng à. Nó lớn lên đi. Thiều thào. Cô ấy sinh ra ở làng chài Long Hải và lớn lên ở trong chùa. Mày nói gì mà lung tung vậy? Gì lung tung? Không hiểu gì hết á. Nghĩa là cô ấy là trẻ mồ côi. Cha cô ấy đã chết trong khi đánh cá ngoài khơi, trong một cơn bão lớn. Vậy mẹ cổ đâu? Mẹ cổ thì bỏ cổ ở trước chùa. Lúc đó Hương Nghi mới có 5 tuổi à. Rồi bà ấy bỏ đi luôn, không thấy quay trở lại nữa. Nếu như mà cổ xuất thân ở trong chùa thì tại sao bây giờ lại đi làm cái nghề người mẫu khỏa thân đó? Nhưng mà nếu Phương Nghi không làm nghề đó thì lấy đâu ra người mẫu cho sinh viên vẽ? Còn thiếu gì nghề khác để làm? Nhưng nếu Phương Nghi làm nghề khác á thì cậu có cơ hội gặp Phương Nghi không? Rồi Phương Nghi cũng muốn học sư phạm vậy, để dạy mấy đứa con nít trong chùa, mà tại vì hoàn cảnh không có cho phép. Ê Bon. Hả? Tao phái mày đi theo dõi Phương Nghi có ngày một à. Sao mà ở đâu mày có được nhiều thông tin quá vậy hả? Hả? Đúng rồi. Tôi phải nấu cơm cho cậu hai ăn. Để cậu hai về không có cơm, cậu hai chửi tôi chết à. Bon. Thưa mẹ, con mới về. Dạ, con chào bác. Đây là anh Minh, bạn của con. Dạ, con có chút trái cây và thuốc bổ, con xin biếu bác. Cảm ơn con. Mẹ của em, có lúc nhớ, có lúc không? À. Thôi, để em đi nấu cơm. Anh hãy lại ăn cơm chung với mẹ con em nha. Anh phụ em, anh biết nấu ăn mà. Được không đó? Tất nhiên. Mẹ nằm nghỉ đi, tụi con đi nấu cơm ha. Dạ, con xin phép bác. Rồi khi em thi đại học, mặc dù thích làm bác sĩ lắm, nhưng em không thi. Em biết mình cho dù có đậu cũng không thể học đến cuối cùng được. Em muốn học trung cấp y tế để mau ra trường, kiếm tiền nuôi mẹ, rồi nuôi bản thân em. Anh có biết, khi em biết anh bỏ trường thi để qua học trường đại học khác, em ghét anh lắm. Em giận anh. Em giận ông trời sao bất công. Tại sao trên đời này người thì được quá nhiều, còn người thì không được gì hết. Bây giờ anh đã biết em có một bà mẹ mất trí, một cuộc sống không tương lai, thì thôi, anh đừng tìm đến em nữa. Em nói cái gì vậy? Trước đây chưa biết được hoàn cảnh của em, bây giờ biết rồi,
thì anh lại càng thương em nhiều hơn nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em hãy tin anh. Dù hoàn cảnh nào anh cũng ở bên em. Nghi, 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 Nghi. Có chuyện gì sao? Dù muốn xin lỗi chuyện bữa trước. Xin lỗi chuyện gì? Bữa làm lơ với Nghi đó. Có phải là anh biết tôi làm nghề gì nên cảm thấy hụt hẫng? Không có chuyện đó đâu. Bữa đó tôi không vui á là tại vì anh hai của tôi kìa. Ông bị viêm ruột thừa, phải nhập viện luôn á. Mà kỳ cục ghê luôn á. Ông là sinh viên y khoa, mà để cái ruột nó viêm, sưng lên, bể luôn mới chịu nhập viện. Tôi ở nguyên đêm chăm sóc ổng trong đó. Bởi vậy bữa đó tôi thấy mệt, đầu óc cứ bơ bơ làm sao, không biết phải làm gì nữa. Vô lớp á, thầy kêu lên vẽ thiếu nữ, tôi vẽ bà già luôn. Nghi không tin tôi hả? Tôi đâu có nói vô nói dối. Nè, vậy đừng có giận tôi nữa nghe. Vô đi học đi. Khi nào thuận tiện thì mình nói chuyện. Nghi còn phải đi làm nữa. Yeah. Ê bọn. Vậy ngày mai mày về quê á, xin ba tao thêm tiền đi. Trời ơi, cậu giỡn chơi hoài. Về quê xin tiền cho ông, giác cây ông đập tôi hả? Mày xin cho tao chứ xin cho mày đâu mà mày sợ. Chị bé ơi. Chị bé. Dạ. Mở cửa giùm tôi. Trời, cô hai. Cô làm gì mà có vẻ mệt mỏi quá vậy? Tôi đi bộ hơn 20 cây số, không mệt sao được. Ôi trời, nhưng mà cô đi bộ để làm gì vậy? Vô đây đi rồi nói. Mệt quá. Trời. Ủa, mà cô đi bộ tới 20 cây số để làm gì vậy? Để bán 2 hộp kem và 3 hộp phấn á. Trời, vậy sao cô không đi xe ôm hay taxi cho nó khỏe? Trời ơi, tôi bán hàng trên mạng mà tôi đi taxi hay xe ôm á thì còn gì lời nữa. Tôi kiếm túi xe buýt hoài mà không có thấy, cho nên tôi đi bộ le lưỡi luôn á. Vậy cô bán vậy cô được nhiêu tiền? 100 ngàn. Không phải 100 ngàn, thật ra thì chỉ có 94.500 thôi. Nhưng mà tôi nói 100 chó chẳng. Dạ alo bé nghe. Nội đây, đứa nào đó? Dạ con là bé. Cho nội nói chuyện với Thương chút coi. Dạ. Cô hai, có điện thoại nè. Ai gọi vậy? Ông nội. Dạ, con nghe nội ơi. Con khỏe không con? Dạ, con khỏe. Con khỏe mà sao giọng con nói nghe yếu xìu vậy? Dạ không, con khỏe thiệt mà. Con giận với nội á. Con khỏe là ông nội mừng rồi. Nhưng mà ở dưới này ông nội rầu lắm. Ủa, có chuyện gì vậy nội? Thì vụ ba con đó, đòi vô hợp tác xã đó. Nội với ba con không có hợp. Ba con thì đòi vô. Nhưng mà ông nội quyết tâm ông nội cản đó. Ờ, nội ơi, con thấy ba con mà vô hợp tác xã là tốt quá chứ nội. Nội nghỉ chơi với con luôn. Ờ, nội. Thank you.
Duyên. Ờ à, nè, có chân đứt tay đó. Lỡ bể rồi thì thôi, mai chịu mua cái khác. Mau ly trà nóng đi má. Chồng con hồi sáng này sao đi sớm dữ vậy? Dạ, bữa nay có một thương lái muốn mua bưởi với số lượng lớn, mà bắt phải giao trước 7 giờ, cho nên nhà con phải dậy từ sớm để đi rồi má. Nè, mà con coi cơm nước gì chưa? Nó về mà không có cơm nó cằn nhằn dữ lắm. Dạ, chỉ còn nồi canh thôi, con Duyên đang nấu đó má. Con có thấy dạo này con Duyên nó có gì lạ lạ không? Ý má là dường như con Duyên nó thương Minh thì phải. Chắc nó không dám đâu má. Chứ sao mà mỗi lần á, thằng Minh về đây á, là nó tươi cười vui vẻ. Còn thằng Minh mà đi rồi á, thì nó thờ thẫn như là mất hết hồn vía vậy đó. Con à, hay là con cho nó nghỉ đi con. Chứ thằng Minh á, tánh tình hiền lành điềm đạm, má sợ lửa gần rơm lâu ngày là nó cháy bừng bừng lên luôn á. Không được đâu má. Dù sao chú Năm Võ cũng giúp nhà mình mấy chục năm rồi, giờ đuổi hai cha con đi cũng tội lắm đó má. Má cũng biết vậy, nhưng mà thằng hai mà nó biết được á là không yên với nó đâu. Nhà con là đàn ông, chắc không để ý mấy chuyện này đâu, má đừng lo. Thôi được rồi, nhưng mà con á phải tìm cách nói chuyện với nó, lựa lời nói xa nói gần cho nó biết là nó không thể nào làm dâu gia đình này nữa. Dạ. Ủa, ai như thằng Bon? Mà sao thằng Bon nó về chung với thằng hai? Con cũng không biết nữa. Tuần rồi ông mới gửi cho cậu ba mày 2 triệu, mua cái máy gì mà mắc dữ vậy? Dạ thì cái tiền đó cậu ba lấy đóng tiền học thêm rồi. Còn cái tiền này á là cậu ba mua một cái máy vi tính thiệt là hiện đại, để không có thua bạn thua bè. Mắc công mấy cái tụi mà ở trên Sài Gòn á, nó cười cậu ba. Má. Dạ con chào bà nội, chào bà hai. Ừ. Để con. Mới về hả con? Dạ. Nè, mày về có chuyện gì không vậy? Không phải nó, mà là thằng Du. Thằng Du? Thằng Du nó muốn xin tiền thêm để mua máy móc gì đó. Dạ. Mình à, hồi đó mình mong cho nó học, bây giờ nó chịu học rồi, có tốn tiền chút cũng đâu có sao đúng không mình? Hai à, vợ con nó nói đúng đó. Con nó xin tiền ăn học quá thì đáng mừng, chừng nào mà nó xin tiền đi ăn chơi á mới đáng lo. Con biết rồi, để con gửi thêm cho nó 3 triệu nữa. Vậy cái gì 3 triệu? 3 triệu thì nó mua được cái giống gì? Tao cho thêm 7 triệu nữa cho chẳng 10 triệu. Tên gì 10 triệu? Trời ơi má, có biết 10 triệu bây giờ là biết gì bưởi không? Tao hỏi mày nè, bưởi với con cái nào quý? Bưởi hả? Cái gì? Không, con vườn bưởi á là để lo cho hai anh em tụi nó. Không lẽ mày ôm cái vườn bưởi rồi mày để cho hai anh em tụi nó dốt hay sao? Không có nói nữa, tao quyết định rồi, 10 triệu là 10 triệu. Thua má luôn á. Hai, khỏe không? Đang làm gì vậy?
không khỏe, mệt muốn đứt hơi. Sao vậy? Bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Được kha khá không? Đi hết 20 km, được 94.500. Bạn giỏi quá. Cũng khỏe. Bọn trời, hết hồn cậu. Gì vậy? Làm gì giờ này mới lên vậy? Tại bà Năm đó, kêu đem lên nào là tôm khô, mắm cá linh, khô cá sặc, sách muốn chết cái tay luôn vậy à. Gì vậy? Ừ? Còn cái vụ đó sao? Cậu nha, cậu chỉ biết có vụ đó không nè. Lại đi. Có đợi ông xíu. Lại đi, lại mệt quá. À, ủa, đâu ta? Cái gì? Đợi xíu. Đây đây đây. Mà giúp kỹ từ vậy. Từ từ. Trời, bây giờ trên xe buýt hả? Ăn cướp như rươi vậy đó. Được nhiêu? 10 chai đó. Ôi, 10 chai luôn hả? Sao lần này ba tao sạp dữ vậy? Trời ơi ba ơi, con thương ba nhất trên đời luôn. Của ông hả? Có 3 chai à? Của bà 5 tới 7 chai lận. Kệ mày, miễn sao có tiền xài là được rồi. Tôi hả? Phải nói khô nước miếng khang của họng mới được vậy đó. Bộ tưởng dễ lắm hả? Được chưa? Cũng được. Ủa, cậu đi đâu vậy? Đi học chứ đi đâu. Anh vô. Anh giận hả? Biết mấy giờ chưa? Chờ nãy giờ luôn á. Em xin lỗi, em ra trễ chút xíu. Tha cho lần này đó nghe. Anh không vô học hả? Học làm gì cho hao mòn tuổi trẻ. Không sợ thầy Phùng phải không? Không, cuộc đời của Du không biết sợ ai hết. À, mà chỉ có sợ một người. Ai vậy? Nè, lên xe đi rồi biết. Đó là Nghi đó. Tôi sợ Nghi giận thôi. Ngạo quá. Lời nói thành thật nhất trong cuộc đời luôn. Học ở đâu vậy? Học từ trong trái tim nè. Chết nè. Làm gì nhìn người ta dữ vậy? Dạ, mời má, mời anh. Ủa, con mời ăn cơm sao con còn đứng đó? Ngồi xuống ăn luôn đi con. Mời má ăn cơm. Dạ, con hơi mệt, xin phép má cho con đi nghỉ một chút. Con thấy không được khỏe hả? Vậy để má biểu con Dương nấu cháo cho con ăn nha. Dạ, không cần đâu má. Con vợ con sao vậy? Con đâu biết. Ý trời, sao mày vô tâm quá vậy con?
con vợ mày nó nói không khỏe mà ngồi ăn được à? Làm ơn ăn xong rồi vô trỏng coi coi nó bị cái gì. Con biết rồi. Thôi mày ăn cơm đi. Ôi. Mình nói mệt mà ông không thèm hỏi thăm một tiếng nữa. Ủa, cái lược đâu rồi? Hôm qua mình còn thấy trong này mà. Em có nghe nói người ta có thể nhận biết cảm xúc của nhau qua mùi hương của tóc. Anh ước gì được chăm sóc mái tóc của em suốt đời. Bây giờ thì anh nói vậy chứ mai mốt mà tóc em bạc rồi á thì anh cũng sẽ chán. Đen hay trắng gì á cũng là tóc của em. À, anh có món quà tặng em. Bà đang làm gì vậy? Dạ em tìm. Tìm gì? Nói đi tôi tìm giùm cho. Em tìm cái kẹp tóc. Trời, tưởng cái gì? Cái kẹp tóc thì quý giá gì, mất cái này thì mua cái khác. Tại cái kẹp đó em rất là thích. Thôi tôi đi qua nhà ông Tư đánh cờ đi. Nếu còn mệt thì nhớ uống thuốc. Rồi nhớ kêu Duyên nấu nồi nước sông nha. Tôi đi á. Em đeo vào rồi, coi như là em chấp nhận tình cảm của anh rồi đó. Sau này á tuyệt đối không được bỏ anh mà đi nghe, không được rời xa anh đó biết chưa. Nè, đây á là ốc anh nè, còn đây á là ốc em. Bây giờ em để lên tay, để ốc anh lên tay của em đi. Em sẽ nghe Phi Du hát cho Phương Nghi nghe. Thử đi. Đó, có nghe gì không? Không, em đâu có nghe thấy gì đâu. Nghe kỹ đi, có đó. Có rồi. Em nghe tiếng gió, tiếng sóng biển phải không? Sẽ bét hả? Nghe kỹ lại đi. Yêu em lắm.
Anh yêu em, anh yêu em. Phương Nghi. Dạ thưa bác, thuốc này á, bác chỉ cần uống mỗi ngày vào buổi sáng trước khi ăn, mỗi lần một viên thôi. Con gửi bác. Trời, nổi. Trời ơi, nó làm con hết ông nội hồn thử hả? Coi con có gan không. Thiệt là không ngờ con còn nhát hơn ông nội nữa. Nội này. Ủa, mà chị bé đâu rồi nội? Nó vào nhà cho ông nội. Nó nói đi đâu chút mà tới giờ này cũng chưa về nữa. Chị bé này kỳ thiệt đó nha. Nội, mà nội lên con vui quá à. Thấy ông nội vui lắm phải không? Dạ. Cái này còn vui hơn nữa nè. Cái gì vậy nội? Tiền. Tiền hả nội? Nhưng mà sao nội đưa cho con tiền? Bình thường thôi, có gì đâu ngạc nhiên. Vậy là có tiền mua chiếc xe rồi. Con nói gì vậy? Chuyện gì vậy? Dạ đâu có gì đâu nội. Con có giấu ông nội chuyện gì không? Dạ không, không hề. Không có chuyện gì phải không? Nội đang nghi quá không? Ông nội đang nghi vậy mà còn bị con qua mặt. Con đâu có qua mặt nội gì đâu. À thôi được rồi, vậy con ngồi nghỉ chút đi. Lấy xe đưa ông nội đi công chuyện. Dạ. Gì vậy? Đưa ông nội đi công chuyện. Nhưng mà nội đi đâu vậy? Đi ra chợ Bến Thành chơi. Trời ơi, chợ Bến Thành đâu có gì đâu chơi nội. Buồn lắm, chán lắm. Không đi chơi thì mình mua đồ. Mua đồ hả? Ừ. Thôi, hay là mình đi taxi nha nội. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Mới có bao nhiêu tiền là phí rồi hả? Đi taxi nó hao tốn lắm. Với hơn nữa là nó kẹt xe. Trời, công nhận nha nội dưới quê mà nội biết kẹt xe luôn hả? Cập nhật hàng ngày. Cập nhật hàng ngày luôn hả? Dễ sợ. Nội. Hả? Ngày mai mình đi được không nội? Bây giờ con cho bạn con nó mượn xe mất tiêu rồi ngày mai nó mới trả. Vậy mới chết á. Vậy là không đưa ông nội đi chơi phải không? Được rồi. Nội. Giận hả? Tôi đâu dám giận ai. Thôi, nội ngồi đây nha. Con xuống nấu cơm cho nội ăn nha. Được rồi. Đợi con chút. Mở tivi trong nội coi coi. Dạ. Trời ơi. Kêu mở tivi mà là ông nội hết hồn à. Ủa tivi đâu rồi? Dám nói cho mượn nữa lắm à. Tivi, dạ không phải cho mượn mà là cho luôn rồi. Trời ơi con sang thiệt con ơi. Giống y như ông nội vậy đó. Nhưng mà con cho ai? Ăn trộm. Hả? Ăn trộm. Trời ơi, vậy là ăn trộm vô. Rồi, nó có làm gì con không? Dạ không, con ngủ mê quá nên nó không biết nó làm gì con không nữa. Rồi bé đâu? Trời ơi, chị đó còn ngủ sai hơn con nữa. Trời ơi là trời. Ngủ sai đến mức độ trộm vô lấy hết đồ mà cũng không hay nè trời. Em có thể cho tôi biết lý do tại sao em vắng mặt trong thời gian qua? Dạ. Em cứ nói đi, đừng có ngại. Nếu như có gì khó khăn tôi sẽ giúp đỡ em. Nếu như mà em không nêu được lý do buộc lòng tôi phải báo chuyện này với khoa. Dạ thưa thầy, em biết chuyện nghỉ học của em á là không có đúng. Em xin thầy lần này bỏ qua cho em. Em hứa là sau này em sẽ không tái phạm nữa. Nếu mà em nói như vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho em. Tuy nhiên nếu mà em tái phạm một lần nữa thì đích thân tôi sẽ báo nhà trường kỷ luật em. Dạ em biết rồi. Em trở về lớp học đi. Ráng mà học cho đàng hoàng. Dạ em cảm ơn thầy. Đây nè em. Vô. Vô. Lên lớp chưa? Lên lớp chưa? Không nói. Thằng này chắc định trốn học nữa rồi.
Không xong, có ngày ăn trộm vô rinh con luôn á. Trời ơi, ai mà thèm rinh con. Chứ không thấy hả, đồ đạc mất hết rồi. Mà thôi con đừng có buồn, mà ảnh hưởng đến việc học hành. Để ông nội lấy sổ tiết kiệm á, ông nội sắm lại cho con tất cả những gì mà con đã mất, mà còn mới hơn nữa. Con cảm ơn nội. Và con ơi. Chuyện gì vậy nội? Nè con, nội về dưới bàn với ba con cưới chồng cho con gấp mới được. Nội ơi, con nói với nội nhiều lần rồi, con không thích đâu mà, con không chịu đâu. Có gì đâu mà con không thích, có gì đâu mà con không chịu. Ông nội thấy thằng đó dễ thương quá mà. Nói tới nói lui á, nội cũng nói tới cái thằng phi du mở nhọn đó. Con nói rồi đó. Qua hậu vũ trụ. Em nhớ đó nha. Mình vô rồi mọi người. 1, 2, 3. Chúng em kính chào thầy. Giỡn mặt với tôi hả? Anh Minh, em có tin vui báo anh nè. Tin gì? Nhưng mà anh phải khao tụi em một chầu mới nói được chứ. Vậy cà phê ha. Cà phê uống hoài nổi mụn anh ơi, xấu lắm. Mà có nước bột gì chứ? Vậy chứ muốn gì? Một ly trà đá kèm theo bữa cơm sinh viên. Rồi được luôn. Nhưng với điều kiện là tin tức mấy đứa đưa ra phải chất lượng mới được. Dĩ nhiên. Tụi anh coi đi. Tèn tèn tèn. Đây. Anh coi đi. Có liên quan đến bưởi là anh Minh thích liền à. Thấy chưa? Thấy chưa? Anh Minh cười là anh Minh vui rồi. Tất nhiên là vui rồi. Tại vì cái tin này á, anh đọc trên mạng tháng trước rồi. Mới đến trễ nãy quá. Giáng Long thập bát ca. Cạo dãy thần pháp. Hay muối, tiêu, đường, nước tương, dầu ăn. Ướp cá đã xong. Ủa, cậu ba, hôm nay về sớm vậy? Cái ông này, ông trả lời mình nữa chứ. Cái ông này, đúng là sáng nắng, chiều mưa, bữa trưa thì bão. Dám đi với người khác trước mặt tôi hả? Quá đáng thiệt. Ngày mai mình phải hỏi cho ra lẽ được. Anh đợi em có lâu không? Đâu có lâu đâu. Mới có 1 tiếng đồng hồ mà lâu cái gì. Vậy là 5-6 tiếng đồng hồ kìa mới lâu. Nè, đợi nón vô đi em. Mình đi về ha. Rồi. Lên xe. Em, em để trái cây lên bàn thờ cúng bác giùm anh. Dạ, con chào bác. Mới tới hả? Dạ. Ngồi chơi đi. Dạ. Mẹ, mẹ thấy trong người mẹ sao? Mẹ khỏe lắm. Hôm nay mẹ có nấu cơm cho con nữa đó. Hôm nay con ở lại ăn cơm gia đình bác nha. Dạ. Dạ. Con Trang nó nấu đồ ăn ngon lắm đó. Dạ được. Nhà con ở đâu? Ba dạ. Má còn đủ không? Dạ, nhà con ở dưới Vĩnh Long á. Con ở đây ở thuê với thằng em trai. Con có phước quá. Con Trang,
Nó tội nghiệp lắm. Mới có 5 tuổi mà ba của nó đã bị xe đụng chết. Chết thảm lắm. Cháu phải thương con Trang nha. Thương thật nhiều nghe. Đừng có đứa con gái nào khác. Đừng có thương con gái nào khác. Mẹ. Dạ. Nhớ nghe. Đừng thương con gái nào khác. Đừng thương con gái nào khác. Có chó sủa là có ăn trộm. Nội. Cái gì vậy nội? Trời ơi. Trộm. Ăn trộm ở đâu? Nội. Không có gì đâu. Con nhận giường cho nội rồi đó. Nội vô nghỉ đi. Ngủ đâu? Chỉ có một cái giường à. Ông nội ngủ rồi con với bé ngủ đâu? Trời, con dễ lắm. Con với chị bé trải chiếu ngủ ngoài này nè. Không được đâu. Mấy con hời hợt lắm. Ngủ ngoài này cửa nẻo không có kín đáo. Rủi ăn trộm vô nó rinh luôn con rồi sao? Trời ơi nội, con bị ăn trộm một lần thôi chứ không lẽ bị hoài. Đúng rồi, nhưng kỳ rồi đó, nó vô đây đó, nó thấy đồ nó rinh. Nhưng kỳ này hết đồ, nó rinh mấy con đó. Trời. Thôi, nội quá lo lắng rồi. Thôi bây giờ nội vô phòng nghỉ đi. Thì ông nội ngủ cũng được, nhưng mà phải có cái gì ông nội yên lòng đấy nè. Có rồi, có rồi. Bà... cuối cùng cũng có rồi. Cái gì? Trời ơi. Có cây này, không thằng ăn trộm nào dám vô nhà hết. Trời ơi. Trời đất ơi. Mà con có làm gì đâu mà ông nội với cô hai hết hồn vậy? Thì ông nội nó có hết hồn rồi. Ông nội phản ứng nhanh thôi à. Con có coi cái phim mà lực lượng phản ứng nhanh không? Dạ chưa. Con này nó làm tôi cục hứng à. Thôi con ơi. Dạ. Con khóa 3-4 cái ông khóa cho ông yên lòng mới ngủ được. Cái gì được. Nữa? Trời, 3-4 ông khóa. Không tại sao gì hết á. Tôi không thích vậy thôi à. Nhưng tôi thích thì sao? Đây là cơ hội tốt, tôi không thể bỏ qua được. Nhưng mà bây giờ Nghi là bạn gái của Du rồi. Du không thích á thì Nghi không được làm. Hiểu chưa? Tôi đồng ý làm bạn gái của Du hồi nào. Mà cho dù tôi có làm bạn gái của Du thì cũng không thể mất quyền tự do của mình được. Du nên xem lại quan điểm của mình đi. Du quá đáng lắm đó. Nếu như mà Nghi cho rằng Du quá đáng thì được rồi. Nghi thích làm gì thì làm đi. Tất nhiên rồi. Nè, sau này á, Nghi thích làm gì thì làm đi. Tôi không quan tâm nữa đâu. Trời ơi cậu ơi. Cậu ba, ăn bánh canh đi. Bức tranh này có tội tình gì đâu mà cậu trút giận lên nó vậy. À, ngon cậu. Cũng được. Cậu có chuyện gì buồn hả? Nói tôi nghe đi. Nhiều khi đỡ hơn sao. Cậu rồi đi đúc phim. Ai? Hương Nghi hả? Ừ. Ủa mà có ai nhận cô ấy chưa? Hay chỉ là nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Đó vậy đó. Có rồi đó. Có cái ông đạo diễn nào nhìn thấy cà chớn lắm. Hôm bữa tao thấy hai người đi chung với nhau nữa. Vậy là cậu biết cha đạo diễn đó hả? Biết chết liền á. Vậy sao cậu biết người ta cà chớn? Nhưng mà cậu phải biết được á. Đóng phim rất là nguy hiểm.
Nó còn nguy hiểm hơn cả nghề làm người mẫu khỏa thân nữa đó. Thật ơi, nhưng mà cậu với cô ấy chỉ là bạn bè hơi thân chút thôi. Đừng có làm cô ấy mất tự do. Nếu không hả, không có cô nào chịu quen cậu đâu. Ê mày. Gì? Không lẽ tao ngồi không, không làm gì hết? Chị Nghi có quyền lựa chọn nghề nghiệp của mình. Cậu là bạn trai á, một là chấp nhận, hai không đồng ý thì chia tay thôi. Mày nói hay quá ha. Nói chuyện về tiền không à. Chứ cậu đâu phải là ba của người ta đâu, cậu cấm cản người ta. Nói nào ngay á, ông ở dưới quê kìa, cấm cản cậu cũng đâu có được đâu. Ê mày, ba tao nói cái gì mà tao không nghe lời, mày nói thử coi. Trời ơi, cả tỷ chuyện luôn á. Điển hình như là cái chuyện mà ông kêu cậu cưới cô Thư đó mà. Cậu đâu chịu cưới đâu, cậu đi quen người khác đó. Muốn nói nữa không? Buồn ơi buồn. Tao nói bao nhiêu lần rồi hả? Cả đời này không bao giờ tao cưới tao lấy cái bà chặn đó. Đâu có. Có người còn đến sớm hơn Thư nữa đó. Anh Đăng. Giới thiệu với Thư, đây là anh Đăng, anh họ của Hà, phó giám đốc của công ty Hoàng Vũ. Còn đây là Phương Thư, người mà em hay kể với anh đó. Chào em. Thôi, anh Đăng ở đây tiếp Phương Thư nha, em ra ngoài đón bạn. Em ngồi đi. Cảm ơn. Thư học chung với Hà, như vậy là năm nay Thư ra trường hả? Dạ, nhưng mà không biết có được như vậy không nữa. Vậy là Thư là gặp trở ngại đúng không? Ủa, sao anh biết? Hà có kể cho anh nghe về Thư. Hà nói Thư đã cá tính, nhưng mà anh lại cho đây là hành động dũng cảm đó. Anh rất thích những nhân viên dũng cảm và thẳng thắn. Có những người như Thư thì công ty mới đi lên được. Ủa gì kỳ vậy? Gì vậy? Kỹ thuật trồng bưởi, chuẩn bị đất để làm giàu và tạo thế cạnh tranh trồng cây bưởi. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa, sao mà em thấy suốt ngày anh cứ nghiên cứu đó, phá không à? Nghiên cứu bằng cái gì đâu không vậy? Tại em không biết. Thực vật làm thuốc chữa bệnh cũng tốt vậy. Trời ơi, anh học Tây Y chứ học Đông Y đâu mà dùng ba cái lá cây để chữa bệnh. Nói như em vậy á thì đừng có học tin học nữa. Đi làm bác sĩ tâm lý đi. Em không cần phải học tâm lý, em cũng đoán được anh đang nghĩ. Thôi đi ngủ à. Đi đi. Ngủ sớm nha. Ừ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Hà. Chúc mừng sinh nhật Hà. Yo. Yo. Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật. Ô nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Xong công chuyện á, con sẽ lên Sài Gòn để coi coi shop nhỏ nó ăn học làm sao. Con lên trển làm gì? Gọi điện thoại hỏi thăm tụi nó được rồi. Phải đó, mình đi vậy rồi chuyện buôn bán ở nhà ai lo? Ở nhà có năm giỏ rồi, với lại tôi tính đi có hai bữa thôi. Gì vậy má? À, không có gì. Trời nóng quá.
con đi tắm nghe. À, nè nè, trời nắng mày tắm coi chừng bệnh đó nghe mày. Có gì đâu mà lo, con vậy chứ khỏe như trâu à. Má, tính sao giờ má? Trời ơi, con lo quá à. Anh Hào mà biết chuyện chắc chết quá. Má cũng đang tính đây nè. Hay là ngày mai á, má lên rảnh sớm để coi tụi nhỏ ra làm sao. Nhưng mà con sợ anh Hào không cho má đi đó. Gì không cho? Tao là má nó chứ bộ nó tía tao sao mà nó không cho. Còn con ha, ở nhà nếu nó có hỏi á thì con nói là má qua nhà cô Chính má chơi rồi. Rồi anh qua bệnh anh hỏi rồi sao má? Thì chừng đó tao nói tao đi chùa. Đừng có lo, má không nói con không nói thì nó không có biết đâu, nghe không? Dạ. Đi đâu mà giờ này chưa về nữa? Không phải con Duyên thì là ai chứ? Tôi có một ước mơ, tôi có một khát khao. Ờ, bà Năm. Bà Năm. Ê, chết rồi. Bà Năm lên chơi hả? Sao bà Năm ngồi đây? Đỡ tao lên mày. Dạ. Tao ngồi đây, bay nghĩ tao ngồi đâu? Cửa đóng kín mít sao tao vô được? Con quên, để con xách đồ cho bà Năm cho. Con mà không hả đóng cửa ăn trộm nó vô hốt hết đồ sao bà Năm? Bà Năm lên chơi bà không nói tụi con, để tụi con ra bến xe tụi con đón. Tao không tạo bất ngờ mà không thấy bất ngờ đâu hết trơn á. Khát nước gần chết, ngồi chờ cả tiếng đồng hồ tê hai cái giò, một giọt nước uống cũng không có nữa. Ủa bà Năm này, bộ thằng hai thằng ba đi học chưa về hả bọn? Dạ cậu hai cậu ba đi học rồi, mà cậu hai sắp về rồi á. Vậy hả? Vô nhà đi, khát nước quá. Em ra ngoài nghe điện thoại đi. Dạ. Gì vậy bọn? Đang học mà gọi. Cậu ba, bà nội lên kìa. Hả? Đợi tao lên hả? Ừ. Rồi rồi rồi, tao về liền. Ừ. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mời bà xơi, mời bà xơi. À. Món dạ, này món gì món này đây? Gọi là món thịt kho tứ vị. Thịt kho tứ vị hả? Là sao? Dạ là đồ ăn của ngày hôm trước, hôm kia với hôm kìa, kho chung với ngày hôm nay, gọi là thịt kho tứ vị. Sao? Đồ thừa thì nói đại là đồ thừa, bà đặt thịt kho tứ vị. Dạ. Mà ba cái này bỏ đi cho rồi, để hầm bà lặn vậy ăn đâu có ngon được con. Dạ cậu hai không có cho bỏ. Cậu hai nói á, làm vậy là phí phạm, người ta không có ăn nữa kìa. Cái thằng lúc nào cũng tiết kiệm, trả bù cho thằng Du. Đó. À con à, hay là con cứ nói thiệt cho ba con biết đi. Trời ơi, con mà thú thiệt với ba hả, ông lên đây ông đập cái nhà này luôn á. Bây giờ bay không nói, sau này nó cũng biết còn chết nữa. Ừ, sau này á là khác rồi. Sau này á con sẽ thành một họa sĩ nổi tiếng. Lúc đó con về quê á, ai cũng tung hô con hết. Lúc đó ba sẽ rất tự hào hãnh diện về con thì có. Chà, đó là cái chuyện sau này. Còn bây giờ nó sắp lên đây rồi đây nè, mày tính sao? Thôi được rồi, rồi đừng có lo, để con lo cho. Ừ, con có cái chuyện này á, còn quan trọng hơn nữa. Xin tiền chứ gì. Đúng rồi đó, cho con tiền đi. Mỗi lần bóp bóp vậy là biết liền hả? Tại sao gặp mặt nội cái xin tiền vậy Du? Thì con phải xin tiền nội, con mới giải quyết được cái vụ này chứ. Không, nội không cho con tiền á là con sẽ không giải quyết được vụ này. Mà không giải quyết được á, ba con lên tới đây ông sẽ chửi con đó. Lúc đó hả, con nhảy xong con tự giận cho nội coi. Trời, thôi thôi, trời ơi, thôi thôi được rồi, làm gì mà tới tự giận dữ vậy. Được rồi, để nội cho. Hứa nghe. Bà Năm, cậu ba biết bơi đâu nhảy xong chết được. À. Gì vậy? Mày nhiều chuyện. Ây da, chết chết. Chết cái gì? Tao với mày không có chết được đâu. Ây da.
chào cháu. Ba có nhà không cháu? Chào anh Tính. Ủa anh Hai. Dạ vô nhà, vô nhà. Dạ. À, con thay bình trà mới cho ông nghe. Ngồi đi anh Tính. Tôi tưởng gái anh chứ. Nó là con của người làm. Chứ hai thằng con tôi đang học trên thành phố á. Thằng đang học bác sĩ, thằng học vi tính. Giỏi dữ vậy. Nhà người ta còn một đứa vô đại học mà còn không có nữa. Nhưng mà học cao á tốn kém lắm anh ơi. Hai thằng này mà nó học xong á hả, chắc tôi mất hết nửa gia sản á. Trời ơi anh nói quá đó chứ. Cái giường bưởi của nhà anh á, sống hoài cũng hết của. Nói về chuyện hồi xưa kìa, chứ còn mấy mùa này á bết bát lắm anh ơi. Biết vậy anh vô hợp tác xã làm gì? Ngộ quá hen. Ở thành phố mà cũng có cây bưởi. Thì ở đâu cũng có bưởi mà nội. Nhưng mà chắc chắn không ngon bằng bưởi quê mình đâu nội à. Nội ngồi xuống đây đi. Đúng ra bưởi Nam Roi là ngon nhất Nam Kỳ Lục tỉnh rồi. Nhưng mà mấy năm trước kìa, chứ mấy năm gần đây á, vườn bưởi quê mình cũng xuống lắm. Dạ con cũng biết chuyện đó chứ. Bởi vậy con mới tính là chuyển qua nghề cây trồng, để có gì về dưới cải tạo lại vườn bưởi của nhà mình. Ý trời, đâu có được. Tự nhiên đang học bác sĩ rồi chuyển qua cây trồng làm sao? À, thì nội cứ coi giống như là hồi trước con chữa bệnh cứu người, còn bây giờ con chữa bệnh cứu cây. Thôi, không có được. Ba có chuyện cây cối đó là để cho những người ở dưới quê á, ít học người ta làm. Còn con á, học giỏi, phải làm cái nghề trí thức. Cháu của bà Năm Nguyệt mà chân lắm tay bùn thì đâu có được. Nhưng mà con... Không có nhân nhị gì hết á. Con đó nghe, mà không thành bác sĩ á là tía bay nó đốt cái nhà. Bà Năm ơi, bà Năm, bà Năm. Ý trời thật nào. Gì vậy bọn? Cái gì? Dạ có điện thoại dưới quê gọi lên cho bà Năm kìa. Trời ơi, vậy mà nó kêu giật ngược hả? Alo. Con nè má. Có chuyện gì không? Sáng nay anh Hào có nói chuyện với một thương lái. Cái gì? Nhà mình đã vô hợp tác xã rồi. Nói chuyện với mấy người đó để làm cái gì? Dạ, hình như người đó còn đưa tiền cho ảnh nữa đó má. Hả? Trời ơi, cái thằng này nó quá lắm rồi. Để kỳ này má về má cho nó một trận mới được. Ý, đâu có được. Má rầy là ảnh biết con mép má liền đó. Đúng rồi, nhưng mà không nói là không có được. Má à, ảnh cầm tiền nói là đi Sài Gòn liền. Con ráng giữ ảnh ở nhà vài ngày, má về liền nha má. Ừ, được rồi, má về liền. Nội, 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 nội. À, ba con sắp lên hả? Ừ. Vậy nội đưa tiền của lẹ lẹ đi. Trời ơi, cái thằng này làm gì tôm tướp vậy? Tiền ở đâu đây có? Nội hứa là sẽ có, hiểu chưa? Bọn ơi, bọn ơi, thôi đi thôi, lẹ lên, chạy đang khiêng đồ vô kìa, nhanh lên, nhanh lên. Lẹ lên. Ủa đồ đâu ra nhiều cậu? Trời ơi thì mua chứ đâu, vậy còn hỏi nữa. Tiền đâu ra mà cậu mua máy dữ vậy? Thôi, mà dầm hai cái máy này coi. Máy cù bắp không à, để bèo luôn. Nhưng mà cậu học mỹ thuật mà mua máy vi tính chi nhiều vậy? Sao mày nói nhiều quá vậy bọn? Mày làm ơn mày kiếm cái kệ cái bàn gì đó, mày đặt mấy cái dàn máy lắp ráp lên cho tao coi. Không có nhiều vậy làm sao gạt được ba tao? Đúng là đầu to mà ốc như trái nho vậy. Ờ đúng rồi, tôi đầu to ốc như trái nho. Còn đỡ hơn cậu thông minh mà toàn tính chuyện gạt người không à. Mày á. Nè, còn nhớ coi cái hũ nước màu dừa đó có bỏ vô chưa? Ừ. À,
còn gói tôm khô nữa, có chưa con? Chắc đủ rồi đó. Đúng rồi đó, thằng Minh thích nhất là khô cá khoai, khô cá muối, xé trộn nước mắm tỏi ớt. Xem chút là cô quên rồi. Nè, đi xe đò nhớ là đừng có muỗng gục nha, nó móc túi mày luôn á. Trời, con đâu để tiền trong túi đâu mà lo. Ủa vậy chứ để đâu? Trong này. Ý trời ơi, lên xe rồi chen lấn này kia nọ rồi xúc chiếc giày ra rồi rớt mất tiền nữa. Trời, xúc mất giày thì tiền vẫn còn nằm trong vớ. Mình xách này lên cho sắp nhỏ nha. Làm gì mà đụng đụng đê đê vậy? Mình ráng xách lên cho con đi, mấy thứ này ở trên Sài Gòn bán không có ngon. Trời ơi, trên Sài Gòn thiếu giống gì? Bà có hay lo xa không? Vợ con nó muốn gửi lên cho sắp nhỏ thì xách lên cho nó vui. Trời ơi, nặng nề gì đâu mà căng nhằn. Con đi nghe má. Mình đi nhớ về sớm nha. Chơi trở làm gì? Cái thằng nó nói với vợ nó một câu ngọt ngào mà nó chết hay sao á. Ôi, hiện đại quá cậu ơi. Bả thiệt. Ê trời, nó giật. Ủa có sao không cậu? Mấy cũ chuyện tê tê à, không sao đâu. Ê bọn mà dầm cơ bọn, giống coi tao học tin học chưa? À thì cũng giống rồi đó, nhưng ai là học sinh? Cậu đừng nói tôi nha, tôi không biết gì đâu. Trời ơi, mày nghĩ sao mày làm học sinh của tao? Du ơi. Ủa cô Nghi, học sinh của tao đó. Ê để tao, để tao, để tao, mày ngồi đó đi. Nghi, Nghi vô đi. Vô đi, vô đi. Chào cô. Chào anh. Giới thiệu với Nghi á, đây là bọn. Cái người rất là quan trọng trong cuộc đời của anh luôn đó. Thằng bọn á, nó cắt máu ông thầy với anh, là huynh đệ luôn. Nó theo anh hơn chục năm rồi đó. Chào anh bọn. Cô uống nước không? Tôi lấy nước cho cô uống. Dạ thôi, em cũng mới uống rồi. Vậy thôi cô ở đây chơi với cậu ba đi, tôi xuống bếp bằng công chuyện. Em ngồi đi, em ngồi đi. Nghi ơi, em á, em phải giúp anh chuyện này mới được, chuyện quan trọng lắm luôn. Giúp anh mà chuyện gì? Dễ lắm. Em chỉ cần ngồi đây á, giả bộ làm học trò của anh là được rồi. Là sao? Học trò? Dễ ợt à. Bây giờ em ngồi đây, em chơi game hay là em online, chat chip gì cũng được hết á. Miễn sao ngồi đây gõ lọc cọc tới chiều là được rồi. Nhưng mà em không biết sử dụng vi tính. Hả? Thiệt hả? Thiệt mà. Em còn quê lắm. Không có quan trọng đâu. Anh chỉ cần em ngồi đây, em gõ cạch vậy nè, em bấm kịch vậy thôi. Lúc mà ba anh lên á, ba anh thấy vậy là được rồi. Ba anh lên hả? Vậy thôi, em về nha. Sao về? Ráng giúp anh đi. Nhưng mà chuyện này em... quan trọng lắm luôn á. Vô vô. Mà... Vô ơi. Đó. Bà lên. Nghe, nghe, nghe. Bà lên nè vô ơi. Vô. Dạ. Mở cửa nè. Nè. Em chỉ cần có là cạnh là được rồi. Hả? Em giúp anh đi nha. Hả? Vô ơi. Anh vô. Bà lên nè. Mở cửa ra nha lên. Ba. Ba khỏe không ba? Khỏe. Dạ, con chào bác. Dạ, đây là bạn Nghi, bạn học của con đó ba. Đây là ba của anh đó. Tụi con đang làm gì vậy? Dạ, tại vì con được thầy giáo phân công á, làm tổ trưởng trong lớp. Cho nên á, con có trách nhiệm là phải kèm kẹp những bạn yếu, giống như bạn Nghi đó ba.
Các con cứ học tiếp đi ha. Dạ. Bây giờ học kém rồi từ từ sẽ học giỏi thôi. Dạ. Nè, bà ngồi học đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ba, ba vô tắm rửa đi rồi chúng được xuống ăn cơm nha ba. Trời ơi, vậy là ba ngồi xuống nghỉ đi. Hồi nãy anh chỉ em sao? Dạ. Hỏi vô đây nè. Đó, đó, đó là gì nè? Phải vậy không anh? Tập trung học nghe. Lo ra quá. Dạ. Ờ. Dạ. Mà con mới vô học có 1 tháng mà được làm tổ trưởng rồi sao? Ờ. Dạ. Ờ. Dạ. Ờ, thiệt ra là mới vô học thầy giáo đã cho con làm tổ trưởng rồi đó ba. Ờ. Thầy á còn bắt con làm lớp trưởng luôn. Nhưng mà tại con thấy ngại quá à. Với con khiêm tốn á, cho nên con không có nhận lời. Ờ. Khiêm tốn vậy tốt đó con ha. Dạ. Ờ, cố gắng lên ha. Mai mốt con về dưới ba mở cho con một cái xưởng di tính luôn. Ờ, người ta không có gọi là xưởng di tính đâu, người ta gọi là công ty di tính đó ba. Sau này con tốt nghiệp rồi á, con sẽ mở một cái công ty vi tính thật là to luôn, rồi á con cho ba làm giám đốc luôn ha ba. Tập trung học đi. Dạ. Thôi con qua chỉ cho bạn đi. Dạ. Ba, uống nước đi. Trời ba ơi. À con. Chị nè, em phải để ý. Đó, bây giờ đầu tiên á, mình phải vô đây nè. Hả? Trời ơi, tập trung đi sai ngoài vậy. Anh đã nói em rồi mà. Em quên. Anh chỉ lại lần nữa nha. Bây giờ á, em phải vô đây. Dạ. Bọn. Dạ. Bọn. Dạ. Dạ cậu ơi, con ngủ quên rồi em. Thằng Chu nó gây chuyện gì nữa vậy? Dạ, chuyện gì là sao? Thì nó mang mấy cái máy tính về là sao? Còn cái cô bé mà đi chung với nó đó, đâu có ra dáng vậy là sinh viên đâu. Dạ thì tại vì nó phải là sinh viên đâu. Hả? Không phải sinh viên là sao? Dạ là người mẫu trường vẽ. Người mẫu trường vẽ là sao? À, dạ tại vì cậu ba đâu có học tin học đâu mà học mỹ thuật. À, nghe nói ông định làm Picasso hay gì đó. Cái thằng này, lên kêu nó xuống đây cho anh. Dạ. À, mà cậu ơi, nhớ đừng nói ông biết nha. Ông biết là chết cỡ lũ á. Anh biết rồi, kêu nó xuống đây. Dạ, canh giùm đồ canh nha cậu. Anh hai, kêu em chi vậy? Em hay quá ha. Ngay cả anh mà em cũng dám gạt nữa. Biết hả? Anh cũng biết đó. Em đâu có thích ngành tin học đó đâu. Thi 2 năm rớt 2 năm thấy không? Bây giờ mà em luyện thi 3 năm nữa là rớt thêm 3 năm nữa đó. Cho nên nó thi mỹ thuật đậu liền luôn. Nói với ba luôn đi. Anh hay quá. Sao anh không nói chuyện của anh cho ba biết luôn đi? Ba mà biết được chuyện của anh ha, ông lên máu, ông chết là tại anh đó. Giờ sao ta? Thôi bây giờ anh với em giấu ba đi, rồi để mọi chuyện từ từ lắng xuống. Lỡ sau này ba biết được thì lúc đó mình tính tiếp. Ờ, em muốn sao cũng được. Anh không có nói chuyện này cho ba biết đâu. Anh không có nói dối ba được. Anh lúc nào cũng là con ngoan mà. Hả? Đâu bao giờ biết nói dối đâu. Được rồi, anh cứ im lặng đi. Chuyện này á, để em giải quyết cho. Nhưng mà em nói cho anh biết, sự im lặng của anh cũng chính là sự nói dối của anh đó. Anh khác em thôi, em nói dối có tiếng, còn anh nói dối trong im lặng vậy thôi. Cái thằng gì nói cũng được. Ba, đi xe này nè ba. À. Ba, ừ. Ba đi đường cẩn thận nha. Ừ, thôi con về đi. Dạ, ba cho con gửi lời hỏi thăm má bà nội và những người ở dưới quê nha. À, được rồi, để ba nói cho. Dạ. Thôi về đi. Ba lên xe rồi con về. Cái thằng. Thôi ba lên xe rồi, rồi con về liền nha. Dạ. Vậy tới dưới gọi điện cho con nha ba. Ừ. Dạ, về dạ. Đi. Hy vọng còn kịp đón Trang.